Thương hiệu Toyota vừa ra mắt một mẫu xe Veloz Cross 2022 và điều đặc biệt đó là bán kèm theo phụ kiện giá khá là hot. Toyota Veloz Cross vừa ra mắt thị trường Việt đã được chào bán với bia kèm làng. Hiện tại thì một số đại lý đang rao bán xe Toyota Veloz Cross kèm với bộ phụ kiện trị giá từ 30 cho đến 40 triệu đồng Việt Nam dành cho khách muốn mua được giao xe sớm nhất. Nếu không mua phụ kiện thì khách hàng chọn bản màu trắng phải chờ đến tháng 8 2022 mới được nhận xe. Các màu còn lại sẽ được bàn giao sớm hơn có thể vào tháng 6 tới đây. Theo nhìn nhận xét của nhiều đại đa số khách hàng, mức chênh lệch này cao hơn hẳn so với các dòng xe cùng loại. Bình thường thì giá phụ kiện bán kèm những mẫu xe mới ra mắt chỉ dao động trong khoảng từ 10 cho đến 20 triệu đồng Việt Nam mà thôi. Toyota Veloz được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc, do mới mở bán nên lượng xe đưa về khá là hạn chế. Mỗi đại lý chỉ được bàn giao vài chiếc để mà trưng bày cho khách lái thử mà thôi. Một nhân viên tư vấn đại lý cho biết rằng trong thời gian thăm dò thị trường thì xe được đưa về dần nên đại lý không sẵn xe để mà giao ngay cho khách. Do đó khách mua phải thêm tiền để giảm bớt thời gian chờ đợi. Sau khi Trải nghiệm lái thử thì nhiều khách hàng đã ưng ý và đã xuống tiền cọc. Một nhân viên tư vấn cho biết trong thời gian thăm dò thị trường Toyota Veloz 2022 mở bán tại thị trường Việt với hai phiên bản gồm CVT giá là 648 triệu đồng, CVT Top giá là 688 triệu đồng Việt Nam. Với những bản màu trắng ngọc trai, khách hàng phải chịu mức chênh lệch là 8 triệu đồng so với khách chọn màu khác bởi lẽ màu này rất là nhiều người chọn cho nên lượng hàng về khá là khan hiếm. Trong khi đó tại thị trường Thái Lan, giá xe của Toyota Veloz mươi 2022 giao động từ 795.000 đến 875.000 bạc, tương đương giá trị quy đổi sang tiền Việt đó là từ 540 cho đến 595 triệu đồng Việt Nam, áp dụng chung cho tất cả màu ngoại thất. Ở tại thị trường Việt thì Toyota Veloz Rush được giao nhiệm vụ mở rộng thị trường trong phân khúc MPV vốn đang diễn ra cuộc cạnh tranh rất sôi nổi với Suzuki XNL7 Mitsubishi Spender và thực chất Toyota Veloros được phát triển dựa trên nền tảng của Avanza, mẫu xe thường xuyên nằm trong top thứ 10 xe bán chậm nhất của thương hiệu Toyota. Tuy nhiên thì Toyota Veloros được cho là đã khắc phục được nhiều nhược điểm cố hữu trên mẫu xe Toyota Avanza đời cũ. Thiết kế đậm chất thể thao mang đến cảm nhận mới mẻ cho người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên tình trạng bán bia kèm lạc như vậy và nguồn cung khan hiếm như hiện tại, thì câu hỏi đặt ra là liệu Toyota Veloz có sự bức phá trong cuộc đua danh số với các đối thủ mạnh trong cùng phân khúc như là Suzuki Ignis 7 hay là Mitsubishi Spender hay không? Để nắm rõ về thông số kỹ thuật chung của dòng xe này, hai mẫu xe dùng cùng một nền tảng nhưng được bán như là hai sản phẩm khác biệt trong đó Toyota Velozros đã có bước tiến lớn trong nhiều mặt với phiên bản Velozros CVT và Velozros CVT Top sở hữu kích thước tổng thể chiều dài rộng cao lần lượt là 4.475, 1 và 1.700 mm trục cơ sở đạt mức là 2.750 mm cùng với khoảng sáng gầm là 205 mm ở thế hệ mới thì Toyota Veloz Ross có kiểu dáng khá là bắt mắt dù tổng thể ngoại hình tương tự như dòng xe Avenza, Remio. Tuy nhiên, Veloz Ross sẽ có một số chi tiết cao cấp hơn như là thiết kế lưới tản nhiệt giống với các mẫu xe Lexus. Nhiều chi tiết mạ rôm trang trí mâm xe 17 inch đi cùng với đó là phần đèn hậu LED nối liền với nhau. Ngoại hình của Toyota Veloz Ross cũng là một sự nâng cấp với phong cách thể thao và phóng khoáng hơn cho cảm giác là hầm hố hơn. Cụ thể như là gạt mưa trước gián đoạn cảm biến tốc độ, gạt mưa sau gián đoạn anten về cá, đèn sương mù halogen, tích hợp đèn báo rẽ, gập điện tự động, chỉnh điện cho gương chiếu hậu bên ngoài. Vào đến khoang nội thất thì Toyota Veloz được lấy cảm hứng thiết kế từ Race với hệ thống màn hình cảm ứng 8 hoặc là 9 inch đặt nội. Điều hòa tự động, phanh tay điện tử, vô lăng bọc da với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau. Ngoài ra thì còn phải kể đến là các tính năng phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, camera 360, sạc không dây, vân vân. Nhìn vào chi tiết cụm đồng hồ trung tâm chúng ta thấy về chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu. Chức năng báo cài dây an toàn, chức năng báo phanh, nhắc nhở đèn sáng, nhắc nhở quên chìa khóa. Màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch TFT. Còn về tay lái thì là loại tay lái ba chấu chất liệu là da, nút bấm điều khiển tích hợp, điều chỉnh chỉnh tay bốn hướng. Còn về ghế thì chất liệu là da kết hợp nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách trước chỉnh tay 4 hướng, ghế sau một trượt ngả, ghế sau 2 gập 50-50, chế độ sofa, Toyota Veloz top bản cao cấp còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm nhiều công nghệ nổi bật như cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát bàn đạp ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giữ làn camera 360 độ. Nhìn chung là sự xuất hiện của Toyota Veloz với những thay đổi đáng kể hứa hẹn sẽ khiến cho thị trường xe ô tô trong nước lại thêm một phân khúc nữa khá là sôi động để cạnh tranh trực tiếp với Suzuki XL7 và Mitsubishi Spender và đây là mẫu xe gia đình khá là bắt mắt giá cả phải chăng tầm dưới 700 triệu đồng cũng là một sự lựa chọn cho rất nhiều người muốn sở hữu một chiếc xe để che nắng che mưa